Phúc Điền à, anh coi như nghỉ hưu sớm đi, cùng vợ anh và ba đứa con sống cuộc sống sau này đi. Chuyện gia đình tôi cô đừng có xen vào. Tôi biết những gì tôi nói không thích hợp để anh nghe, nhưng mà tôi không thể không nói. Tôi là người từng trải. Tôi ở xích trụ, ở suốt 10 năm. Cuộc sống không có tự do, thật sự không dễ thở như anh nghĩ vậy. Anh qua bên Đài Loan, vậy thì trước khi tôi đi, tôi cũng có thể qua bển thăm anh. À, không chừng tới lúc đó anh để dành phòng cho tôi, có thể ở thoải mái quá, sẽ tình nguyện ở lại sống với anh cũng không lạ gì. Tới lúc đó anh dọn luôn tiệm sách qua bển đi. Cho dù tôi nghe lời của anh dọn qua bên đó, tôi cũng phải dọn dẹp chiến trường chứ. Nếu đúng như vậy thì đừng trì hoãn nữa. Chuyện làm ăn cứ giao cho chú Toàn giải quyết giùm anh đi. Còn tiền bạc thì từ từ chuyển qua bển cho anh. Chiến trường tôi nói không phải là tiền, là một sinh mạng, mạng của Đỗ Phi. Sếp Châu, Phúc Điền, những lúc này đừng bày nhiều trò nữa. Anh còn gánh một vụ kiện trên người, đám cảnh sát đang theo dõi anh đó. Bây giờ không phải tôi nói bỏ thì bỏ, đến giờ cậu vẫn không thấy sao? Đỗ Phi tham lam vô cùng, luôn các phần của giòi sen cũng không có lấp đầy bụng của nó. Nó đã cài bẫy để nuốt luôn phần của tôi. Cho dù tôi thật sự rút lui, cũng phải tính rõ món nợ này với nó. Cơn giận này trước sau anh cũng nuốt không trôi. Vậy giao cho tôi đi, để sau này khi tình hình bên ngoài bớt căng thẳng rồi, mối thù này tôi trả giùm cho anh, được không? Cậu đã nói không xen vào chuyện của trò chơi này mà, tôi không phiền cậu đâu. Chuyện dơ bẩn có người làm giùm tôi rồi. Con người luôn tham lam. Sáng nay Hắc Tử đã lập tức ghi danh với tôi. Cậu ta nói hôm nay sẽ có tin mừng cho tôi. Văn Hoa, cậu nghĩ tin mừng này chừng nào tới? Tôi nôn nóng lắm. Jackie, báo cho Ivy và Ken, kêu họ hỏi thăm tổ tình báo có biết vị trí hiện tại của Đỗ Phi không. Ngoài ra gọi điện cho Tiểu Đăng, kêu cô ta hỏi người chỉ điểm của NB coi họ có biết hiện giờ Hắc Tử đang làm gì không. Xảy ra chuyện gì? Hắc Tử hạ Đỗ Phi. Hắc Tử, tiền của tôi chuẩn bị xong hết rồi. Hàng của anh xuống chưa? Tôi muốn nói trước, lô hàng này là do tôi và do xe Hùng vốn. Bây giờ cậu thấy chỗ của anh ta, phần của anh ta để cậu nhận cũng không thành vấn đề. Nhưng mà quy định vẫn phải như cũ. Đương nhiên rồi, cùng nhau kiếm tiền thôi, tôi không chia thiếu cho anh một xu nào đâu. Chúng ta giao nhận ở đâu đi? Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu. Tôi là Đỗ Phi, hiện giờ không đánh điện thoại. Tôi mới gọi điện thoại cho Hắc Tử, cậu ta nói bên đó mọi chuyện thuận lợi, đảm bảo Đỗ Phi không thể nhìn thấy hoàng hôn hôm nay. Vậy thì anh mau giải quyết, sau đó về Đại Long Phụng, chúng ta cùng ăn bữa cơm với nhau. Cho tôi mượn điện thoại đi. Nè, điện thoại reo kìa, sao không nghe đi? Nghe đi. Tất cả mọi người theo xe của tôi và sếp Diệp. Yes, madam. Anh nghe giùm tôi đi. Alo. Anh là ai? Bây giờ anh đang nói chuyện với Phúc Điền, lát nữa anh gọi cho em. Cậu tìm lại Trương Lâm hồi nào vậy?
Bây giờ thời gian của tôi còn lại bao nhiêu chứ? Coi như gặp lại bạn cũ, họp mặt vậy thôi. Trương Lâm cũng tài giỏi lắm, hình như là lãnh đạo của ngân hàng đầu tư gì đó. Vậy thì tốt rồi. Không lẽ làm người tình của trùm ma túy tốt hơn sao? Sao hả? Anh không tin tôi à? Cậu đã chỉ tôi mà, cậu nói bất cứ ai cũng không tin. Câu nói đó nhớ đừng tùy tiện nói với ai, nhất là với Thục Hiền. Được rồi. Bây giờ người tôi tin nhất là vợ tôi và cậu thôi. Hả? Jackie, em có sao không?